Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết đến nửa đầu tháng 2 năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang EU đạt 20,2 triệu đô la, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng lạc quan nhất sau nhiều tháng chững lại hoặc sụt giảm sâu. Hiện nay, Hà Lan, Bỉ, Đức và Tây Ban Nha là 4 thị trường xuất khẩu cá tra đơn lẻ lớn nhất trong khối của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Trong đó, Hà Lan là thị trường lớn nhất, chiếm 36,6% tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường này. Cách đây hơn 10 năm, EU là thị trường xuất khẩu cá tra truyền thống và lớn nhất của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, do khách hàng EU yêu cầu cao hơn nhưng giá mua lại không mấy hấp dẫn, nên năm 2021, nhiều doanh nghiệp vốn xuất khẩu mạnh sang EU đã chuyển sang các thị trường khác, khiến cho giá trị xuất khẩu cá tra sang EU giảm liên tiếp. Đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu cá tra sang EU đang tăng trưởng dương tích cực trở lại, là hy vọng cho nhiều doanh nghiệp muốn quay trở lại thị trường này. Nhu cầu tiêu thụ tại EU đang có xu hướng hồi phục trở lại, cộng với những ưu đãi đặc biệt về thuế quan từ EVFTA sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các sản phẩm thủy sản của Việt Nam tăng thêm tính cạnh tranh tại thị trường EU.